Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhé. Ui, vãi cả trường. Thằng nào mà nó lại đứng ngay góc kia được nhở? Đùa nhau à? Chuẩn bị là qua vả nó luôn anh em ơi. À đủ, hai đứa luôn cả. Đậu xanh này, hai đứa luôn cả. Tưởng thế mà anh sợ à? Sổ nhau ok. Qua đây vả luôn chúng nó này. Úi dồi ôi, một đứa này. Rồi nha em này. Nốc cho em. Còn một đứa nữa này. Ui, vai lúa. Bắn ghê vậy luôn. Rồi nha, mày đứng lại cho anh này. Tính láo nháo pháo ăn xe này. Cái đậu xanh này. Qua đây em ơi. Đậu xanh này. Ơ vãi nhở. Thằng này chạy kinh thật nhở. Đùa nhau. Ui, anh em thấy thằng bé chạy đâu nhở? Đây rồi. Ui dồi ôi. Công nhận là lượn như cá cảnh luôn anh em ạ. Đậu xanh thằng bé này. Chơi game gì kiểu hài vãi luôn. Rồi nhau ok mọi người. Thì hôm nay đây. Hôm nay trong video này thì kẹo để ăn mừng 1.800.000 người đăng ký ấy. Thì kẹo sẽ tặng cho anh em cái cốt hộp súng cường hóa nhá. Rồi nha, thì cái cốt nó sẽ xuất hiện trong video. Thế nên là anh em đừng bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào nhá. Rồi nha, ok này. Đó, nhẹ nhàng tình cảm. Phải nói là lâu lắm rồi thì kẹo không có chơi một cái trận đấu đua như thế này. Ok. Đấy, hôm nay kiểu như là nổi hứng lên thì mới chơi team thôi. Với lại thì riêng mình chơi đua thì mình cũng không mở mic mở loa luôn. Cơ bản là kệ anh em ạ. Mình thấy là không mở mic mở loa để cho nó chai hát. Đấy, thế chơi game với gấu đúng không nào? Anh em công nhận thế với kẹo không? Rồi ok này, thì số lượng người chơi trong trận đấu này bây giờ thì nói là đang còn rất là ít luôn. Đây, anh em thấy không ạ? Còn lại đúng 2-3 người chơi thôi. Thật sự là không quá đông. Rồi nha, và hôm nay nhá, riêng nói thì kẹo chơi solo nhá, thì kẹo có thể là không tự tin lắm. Nhưng mà riêng kẹo chơi đua hay là kẹo chơi squad thì cứ phải nói là gắt luôn anh em ạ. Rồi nha, ok, nào. Thằng nào vừa ở đây nhỉ? Ok, hóng coi. Xem là chúng nó ở đâu, vả luôn chúng nó đây. Cái đậu xanh nhở. Ui, vãi trưởng. Gì vậy? Ui, nó ngay ở dưới luôn. Căng thật sự, căng thật sự. Pha này toang thật sự luôn anh em. Số nhau ok. Có giỏi mày qua đây. Ui, thằng bé này chắc là thuộc dạng cắn trộm rồi. Đậu xanh. Ghét mấy thằng cắn trộm vãi trưởng luôn. Rồi mày tính làm gì ở đây? Ui dồi ôi. Đồng đội mình kìa. Vãi kêu luôn à. Đậu xanh này. Vãi cả trưởng này thằng này. Mày dám bắn đồng đội anh này. Hỗn láo mất dậy này. Cái đậu xanh này bắn đồng đội tao này mất dậy này. Xong chưa, xong chưa. Ui dồi ôi. Đậu đến đồng đội của anh là không yên đâu nha. Rồi nha, ok. Nhẹ nhàng như vậy thì kẹo đã có được 2 kill rồi nhá. Ui, nhưng mà người đồng đội của chúng ta ra đi rồi. Thế này thì bây giờ khác gì solo vết đua đâu anh em. 1-2 là nhiều tình huống là cũng hơi căng đây. Vãi cả trưởng. Ui, bắn rát thế. Từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Đậu xanh thề luôn anh em với thằng bé bắn rát vãi cả trưởng. Rồi nhá, có giỏi chú qua đây. Ui, anh em nhìn kìa. Nhìn quả bắn rát vãi luôn này. Rồi nhá, ok, kẹo quần màu cái đã. Mày giỏi mày qua đây. Đậu xanh nhở. Qua đây em ơi, thằng bé này. Mày thích solo với anh không? Hình như là thằng bé thì vẫn đang cái gốc kia đó thôi. Có giỏi qua đây. Đậu xanh này anh cho lên thiên đường bây giờ. Ui dồi ôi, ngồi này. Và ai cả ngồi ngồi lơ lửng thế thì đúng là lên bản điểm số rồi nhá. Rồi nhá, ok. Và đây anh em ơi, thì đây nó chính là cốt hộp súng xuất gan M1014 tăng cường đang được hiển thị ở trên màn hình rồi nhá. Đó, thì một cái mã này 50 người đầu tiên nhanh tay nhất sẽ nhập được luôn nhá. Đó, rồi nhá. Anh em nhập được thì đừng quên đó là hãy comment để cảm ơn kẹo nhá. Rồi nhá, phải nói là hôm nay rất là vui luôn khi mà kẹo đạt 1.800.000 người đăng ký đây. Uầy, mình đã chờ đợi cái khoảnh khắc này khá là lâu rồi anh em ạ. Và mục tiêu sắp tới đấy là Sĩ Kẹo sẽ muốn đấy là đạt được 2 triệu người đăng ký. Thì mong rằng là các bạn xem video của Kẹo nhiều hơn này. Và nếu như mà anh em quý Kẹo thì các bạn là đăng ký kênh này. Các bạn nhấn nút like, các bạn chia sẻ cho video này hộ mình với. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Uầy, nản vãi nhở. Đang chơi đua làm quả bây giờ có khác gì solo viết đua không? Rồi ok. Nhưng mà không sao, hiện tại thì kẹo đã có cho mình được một cây súng XM8 đây. Ui, vãi cái trưởng này, mày đùa với XM8 à? Riêng kẹo cầm XM8 thì bắn cực gắt luôn nhá. Vãi thật. Thằng bé này bắn rát phết đừng đùa.
Tầm này thì kẹo không có bông keo, ui phải nói là khá là căng luôn các bạn ơi. Đây, đậu xanh này, mày tuổi gì? Mày tưởng mày cầm súng bắn tỉa mày ngon à? Ui dồi ôi, thanh niên rơm rơm này. Rồi ok anh em ơi, đây qua hút xăng nó luôn nhở. Trời ơi tưởng thế nào cơ. Xong nhá, lên bảng điểm số nhá. Uầy, vãi lúa. Gì vậy? Nàn ít, cái đậu xanh. What the hell? Từ từ anh em ơi. À, ở đây à? Đùa tao đấy à? Ui, đùa tao đấy à? Mày qua đây đúng không? Này, cái đậu xanh này, đứng lại. Vãi cả trưởng. Mày đùa tao đấy à? Xong rồi ok. Yes. Như vậy thì mình đã có được 5 kill rồi nha anh em ơi. Ngon quá nhở. Ui, bọn này nhiều bông keo thế. Được, thật sự luôn anh em ạ. Nãy thì kẹo hết sạch bông keo này, bây giờ thì đã có bông keo rồi. Ngon, có tận 4 trái cơ mà. Ui, đã thật sự luôn. Rồi nha mọi người. Và anh em ơi, các bạn đừng rời mắt khỏi video nhé. Hôm nay thì vẫn đang còn cốt hộp súng M1014 cường hóa dành cho tất cả mọi người đây. Thế luôn. Hôm nay kiểu như là đạt một cái mốc subscriber người đăng ký 1.8 triệu người đăng ký, rất là vui luôn anh em. Đấy, thế nên là hôm nay là tôi sẽ cố gắng để lấy top 1 luôn nhá. Anh em thấy không ạ, dạo gần đây thì mình rất là thích mặc cái bộ trang phục siêu nhân này. Đấy, cơ bản là mặc bộ trang phục siêu nhân này khiến mình trở nên ngầu lòi. Rồi nha mọi người, ở đây thì sẽ lại là tiếp tục cốt hộp súng M1014 tăng cường nha anh em ơi đấy. Một gut code thì 50 người sẽ sử dụng được nha. Thế nên là anh em ơi, nhanh tay vào trong game để nhập và nhận cốt hộp súng shotgun M1014 tăng cường nha. Uầy, hình như là ở đây có người phải không nhở? Ờ, đây rồi, đùa nhau đấy à? Làm sao Hải em ơi? Uầy, thằng bé chạy nhanh quá. Được, thật sự luôn anh em ơi. Thằng bé chạy nhanh thật sự luôn. Từ từ đây, từ từ kẹo qua luôn. Vả nó này. Úi dồi ôi, thằng bé này chơi kiểu gì đấy nhở? Anh em ơi, anh em thấy nó chưa? À đi rồi, đùa nhau đấy à? Xong luôn, ui XM8 quá nhanh quá mạnh luôn. Trời ơi. Vậy anh em, khi mà anh em sở hữu cái combo súng như kẹo đây, đấy là một cây XM8 này, một cây MP40 này, anh em cầm combo súng này thì cái khả năng gánh team của anh em nó tự khắc nó lên cao luôn. Đây, như mình đây anh em, quê đồng đội đã chết từ đầu trận rồi, nhưng mà đây bây giờ thì kẹo vẫn gánh team tốt luôn nhá. Rồi let's go này. Tầm này là chỉ còn lại có 6 đứa thôi. Ui, nữa hả? Làm gì đây vậy Hải ơi? Ui, sự mô keo cả. Đùa nhau. Qua vả nó luôn anh em ơi. Mày đùa với ta đấy à? Xong luôn, cực kỳ dễ dàng, nhẹ nhàng và tình cảm nhờ. 7 kill rồi. Ngon không anh em ơi? Và trong video ngày hôm nay thì vẫn đang còn cốt hộp súng nha mọi người ơi. Vẫn đang còn cốt hộp súng M1014 tăng cường nhá. Đấy, thế nên là anh em ơi, anh em đừng rời mắt khỏi video nhá. Ui, nhờ mô keo dã man luôn anh em ơi. Đây, kẹo sẽ lượn thêm bông keo này, bởi vì là bông keo là một cái trang bị vô cùng là ngon. Và anh em ơi, có lẽ là kẹo sẽ đổi băng đạn level 3, lấy luôn cái quả băng đạn đôi. Cơ bản thì băng đạn đôi nó ngon hơn băng đạn level 3 ở chỗ là thay đạn nó rất là nhanh luôn. Đấy, chưa anh em là mình thấy là băng đạn level 3 thì không thể nào mà ngon bằng băng đạn đôi được. Rồi ok, và đang ở trong UAV thì kẹo lại không thấy ai cả, đùa nhau. Ở đây thì không có người cơ. Ui, chán thế nhở. Câu nhận trả luôn anh em. Rồi nha ok, 5 người chơi nữa thôi. Đây mình sẽ cố gắng luôn, cố gắng chơi game lấy top 1 luôn cho mấy thằng địch nó sợ, đúng không nào mọi người? Rồi nha, nói chung là hôm nay là kỷ niệm 1.8 triệu người đăng ký nên là chơi nó phải gắt. Đấy. Ui, còn lại 5 người mà tôi kiếm cho nó mệt vãi ra luôn. Anh em thấy không ạ? Từ nãy đến giờ đây kẹo chạy rông đây nhưng mà không tìm thấy được thằng nào cả. Đậu xanh, khó nhai à nha. Ui chẳng hiểu sao luôn. À thì ra là chắc là leo rank đầu mùa, thế nên là có phải là anh em rủ nhau thủ nhà hết không? Khổ lắm cơ, đi săn mã không đi săn, mấy ông rủ nhau đi thủ nhà thật sự là thua luôn. Tôi là tôi đến thua với các ông luôn nhá. Nào đi, khổ vai luôn. Thôi thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ là bo thu nhỏ lại hơn ấy, thì chúng ta sẽ kiếm người nó dễ hơn. Đơn giản thì đến bây giờ bo nó vẫn đang còn khá là to đây. Ok, hiện tại thì kẹo đang ở ngay trong vùng an toàn phía trên phía đồi thung lũng nhá. Hello hello, ở đây thì có ai không đây? Khổ lắm cơ, chạy mãi nhưng mà không có ai. Đậu xanh. Đây này, tôi cho anh em thấy luôn này. Anh em thấy không ạ, phía dưới thung lũng thì không đào đâu ra người được cả. Đó, quá chán luôn. Ủa ơi, nản thật sự này. Anh em thấy không,
Nhiều khi là kẹo muốn đi săn mạ nhưng mà đi săn mạ thì nó cũng khó nữa cơ. Đây, và tiếp tục, let's go mọi người. Chắc là mình sẽ lại phải lên lại cổng trời thôi. Chạy lận ở dưới không có thì lên lại cổng trời chứ còn là làm gì nữa hả? Đấy, vắng tanh như trò bài đanh luôn. Và đây mọi người ơi, tiếp tục lại là cốt hộp súng shotgun M14 tăng cường nhá. Một cốt ở đây thì 50 người đầu tiên nhanh tay nhất sẽ nhập được nha. Thế nên là anh em ơi, nhanh tay vào game và nhập cốt thôi nào. Bạn nào nhập được cốt thì anh em đừng quên đấy là hãy comment để cảm ơn kẹo nhá. Rồi nhau ok. 5 người chưa nữa hả? Hóng thế nào? Ui, tôi tìm các ông phải nói là mệt nghỉ luôn anh em ơi. Tìm chúng nó từ nãy đến giờ, từ cái lúc bo còn to đùng bây giờ bo nó khá là nhỏ rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy ai cả, thật sự là hơi bị nản. Nhưng mà thôi không sao, hóng thôi anh em. Rồi nha ok. Chắc là mình sẽ lượn lờ qua phía này coi. Cơ bản thì nó là một cái chỗ mà có khá nhiều nhà ở ngay khu cổng trượt này. Và may mắn thì sẽ có kill nha. Rồi xong luôn. Vắng tanh vắng tanh. Ơ nhưng mà có thính này. Đấy, qua thính chơi xem có gì không nhở. Anh em nhở, nếu mà kiếm được một cái giáp mới thì nó cũng khá là ngon đấy. Ui, 12-19 à, thôi. Tôi thì từ lâu tôi đã nghỉ chơi cây súng 12-19 rồi. Nếu mà nói về súng trường thì có lẽ là bây giờ cây súng yêu thích nhất của sĩ kẹo chính là súng trường XM8 luôn đấy. Bắn sắc thương cực kỳ là khỏe này. Đâu? Đây, bò đang thu lại rồi đây mà tôi chưa thấy các ông đâu cả. Khổ quá cơ. Rồi anh em yên tâm, sớm muộn thì chúng ta sẽ sớm được thấy những thanh niên còn lại thôi. Mệt mỏi vãi cả trưởng ra luôn này. Hello, anh em ơi, trốn đâu cả rồi? Đây, và anh em thấy không, mình đang chạy lượn lờ quanh đây rồi nhá. Để xem là thằng nào nó chạy rông cái biết liền à. Bởi vì là kẹo đang ở ngay phía trên thì quan sát nó rất là tốt luôn. Rồi, và cái kết thì vẫn chưa có ai luôn. Đùa nhau. Thế thì anh em trốn đâu rồi? Anh em thấy mệt không? Có phải là kẹo đi núp đâu đây, kẹo đi săn chứ nhưng mà lại không thấy ai mới nản này. Ui, thế này thì đào đâu ra người. Ui, vai lúa thật sự. Đấy, lại còn có đứa bị hạ vì bo nữa này. À, một đứa mày trốn ở đây à? Ok ok. Tưởng thế nào, thanh niên lại trốn ngay chỗ này à đứa? Và ai? Anh em thấy chưa? Này, thanh niên này, ai cho chú trốn ở đây hả? Mày này, trốn đi em ơi, trốn đi em ơi. Ui, dựa một kèo nhanh thế. Ui, anh lại xấy tung bông keo lên bây giờ. Đậu xanh này, cho nó no lựu này. Thôi xong rồi em ơi, anh nhiều lựu lắm em ạ. À, úi dồi ôi, nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa, chạy đâu cho thoát hải em ơi. Úi dồi ôi, vẫn chạy được cả. Được, nó lại dựng bông keo anh em ơi, khá là khó nhai đây. Đậu xanh này, chạy đâu hải em ơi. Ui, vẫn chạy được cả. Thế này thì anh cho chú ăn no lựu này, xem chạy nổi không nhá. Úi dồi ôi, một rừng lựu đạn luôn. Ui, mà kẹo câu lựu hơi ngáo anh em ơi, đáp toàn lệch. Được rồi ok, qua đây vả nó. Mày làm gì đấy hả? À, cắn trộm anh cả. Ok ok ok, được. Cắn trộm anh luôn cả, được, hay lắm. Có giỏi chú lên đây. Đây, tầm này bo thu lại rồi, thằng bé không lên thì không có được. Nó sắp lên rồi anh em ơi, chờ xíu. Mày lên đây cái mày chết luôn nhá. Úi dồi, chạy này. Trời ơi, xong luôn anh em ơi, thanh niên thứ 8 lên bảng điểm số. Ui, quá là điều bình thường luôn. Rồi ok, ui, anh em kêu nhau nhanh dã man luôn. Các bạn ơi, tầm này còn lại hai đứa này. Còn lại hai đứa thôi, top 1 đang đến rất là gần rồi. Ui, nào, hôm nay cố gắng làm quả top 1 kỷ niệm 1.8 triệu sắp nào. Ui, đậu xanh này, nào phía này. Ui, nốc rồi nha em ơi. Tuổi gì hả em ơi? Xong luôn lên bảng điểm số, quá tuyệt vời này. Được luôn, ngon. Thế là ok, chính kêu rồi. Còn lại một thằng nữa này. Vãi, ngay trước mặt luôn à? Ui, thằng cuối ngay trước mặt kìa anh em ơi. Đậu xanh. À, đủ. Mày ra đây. Đùa nhau à? Mày ra đây. Đùa nhau à? Ui, bắn giáp thế anh em. Ui, thằng bé này nó cầm adu anh em ơi. Bắn giáp vãi luôn này. Trời ơi, làm viên cái còn 35 máu, sợ thật sự luôn. Vãi trưởng, mày ra đây. Đủ. Phần này căng vãi anh em ơi. À, thằng bé lên xe rồi. Nào, anh lại xảy cho nổ xe bây giờ. Mày dám lên xe mày. Mày hù tao à? À, ok ok ok. À, nó vào bó chân anh em ơi, thông minh vãi nhở. Được rồi, nó vào bó chân nó canh mình luôn. Hay lắm em ơi, được. Ok ok ok. Mày lên đây, mày lên đây em ơi. Vãi cả trường này. Anh em thấy nó chưa? Ngay đây luôn này. Đậu xanh này làm sao hả em ơi? Được, hay lắm. Tập này thì kẹo hết một keo rồi anh em ơi. Đấy, còn mỗi quả lựu choáng đáp xương xương thôi. Đây, mày ra đây em ơi.
Đùa tao đấy à? Đó, đứng tạm đấy nhá, đứng tạm đấy nhá. Có giỏi qua đây anh bắn cho bây giờ. Ui. Ra đây em ơi, nhanh. Ra đây em. Anh lại phải sợ chú cả. Nào, qua đây. Qua đây em ơi, đậu xanh này làm sao? Ui, thôi vãi rồi. Ui, mình chơi pha đấy. Pha đấy chạy lên ẩu vãi. Ui, nhìn này, thằng bé này. Một kill top 1 này. Ui, số đen anh em, bye bye.